Alo, hôm nay thì ta đây có cái báo này nó viết cái vấn đề này. Sáng nay là báo thầy báo Kinh tế Sài Gòn nữa các bác, báo Kinh tế Sài Gòn. Hôm nay thứ năm có chuyên san thì có một cái bài viết liên quan đến tin ra là bán. Ra nội dung bài viết này thì nó cũng không có gì đáng kể, không có gì nhiều mà thử ngồi chia sẻ trao đổi với các bác anh chị một chút xem là cái vụ tin ra là bán này có phải khi nào cũng đúng không? Cuối buổi thì sẽ trao đổi thêm với các bác anh chị về cái vụ này. Hôm nay thì cập nhật lại cái tình hình thị trường một chút. Hiện tại thì thị trường cũng đang có vẻ là hơi hơi lình xình. Hơi lình xình. Xin chào. Không được tích cực lắm. Ra thì phải đầu tiên thì phải đánh giá rằng là thị trường năm nay thì chắc là cũng không có cái chuyện mà gọi là giảm sâu hay là gì đấy đâu, mọi người yên tâm đi, không vấn đề gì hết. Chắc là nó cũng chỉ lình xình ít hôm thôi. Lình xình nó cũng là cái nguyên nhân chính của cái câu chuyện mà hôm qua hôm kia và nhiều video gần đây có nói với mọi người, đó là cái câu chuyện đó là bắt đầu làm quen dần với lại cái PE bằng 12 đấy ạ. À, thì hy vọng rằng là cái việc mà làm quen này nó sẽ nhanh thôi. Nếu mà nhanh thì khoảng 2 đến 3 tuần gì đấy làm quen thì là tốt. Còn về vấn đề hiện tại thị trường thì đang không đỏ cũng không xanh. Cổ phiếu tác động đến thị trường nhiều thì một số cổ phiếu trọng số cao thì gồm có ngân hàng. Đúng như dự báo thôi, ngân hàng GAT, rồi một vài cổ phiếu ngành chứng khoán. Chứng khoán thì như SSI hôm qua lên tới 28 chấm mấy là hôm nay dừng rồi, không lên nữa, đúng như dự báo luôn. HSC vẫn là cái kịch là đồn đoán nha, trên các room hiện tại là vẫn đồn đoán trên các room là sát nhập với chứng khoán nào đó. GAT thì thông tin ngoài lề được biết thì nó là sát nhập với chứng khoán Bản Việt. Sát nhập với chứng khoán Bản Việt các bác anh chị ạ. Nhưng mà cũng cũng chỉ là tin thôi. Chính vì cái tin tức này dẫn đến câu chuyện là hiện tại thì giá cổ phiếu của Bản Việt ở ngoài sàn á thì đang đang cao hơn hơn 50.000, trên 50.000. Con số cụ thể thì cũng không được rõ lắm, nhưng mà trên 50.000 thì hiện tại HSC là được đồn là sẽ sát nhập. Đồn thế thôi, đúng hay sai thì chưa kiểm chứng. Nhưng mà vì đồn nên là HSC cũng tăng. Thêm nữa thì là nghe nói đâu là cập nhật chậm với các bác anh chị thôi ha. Các bác anh chị nếu mà không không phiền á thì để có cái video tiếp theo á thì mong rằng là video này sẽ có khoảng 15 cái chia sẻ, thì chúng tôi sẽ nhóm tự doanh chứng khoán thì lấy động lực bằng việc là like, bình luận, chia sẻ, thả tim. Thì nếu mà có nhiều cái chia sẻ, một số bạn là sinh viên á hay là một số anh chị em ở trong các room, các nhóm ở của chứng khoán á, thì chia sẻ các cái bài viết này lên các cái room á, để cho nhiều người cùng được nghe, được xem, trao đổi, tranh luận với lại nhóm, nhằm mục đích rằng là chúng ta cân bằng cái thông tin ở trên thị trường thôi. Thì đánh giá độc lập thì thấy rằng là hiện tại thì PLX đang tăng khá là tốt, đang giữ cái trọng số cao để đẩy thị trường lên. Thì vấn đề PLX thì nó cũng xoay quanh cái chuyện là một khối ngoại mua vào liên tục luôn, mua vào rất là nhiều. Tại thời điểm hiện tại thì ví dụ PLX là đang khớp lệnh là 950.000 thì có khoảng 300.000 là khối ngoại mua. FPT cũng được các nhà đầu tư hiện tại khá quan tâm. Ngành đặc biệt nữa sau khi thay thế cho ngành 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 ngân hàng, ngành chứng khoán, nó là ngành thép, thì Hòa Phát và Hoa Sen cũng đang tăng.
giữ được cái tâm lý khá là tích cực. Hoa sen tăng tới 0.85, Hòa Phát tăng tốt. Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái thương vụ mà hiện tại là được gọi là đi ngược sóng khá là tốt luôn. Hoàng Anh Gia Lai phát là G tăng tới 0.5, trong khi đấy giá có 9.000 à. 9.000 tăng tốt lắm. Cũng nhiều lắm, cũng không không khó để nhận ra những cổ phiếu nào mà đang có khả năng có dấu hiệu của chuyện đi ngược thị trường tích cực. Đấy, ví dụ những cổ phiếu mà trong cái lưu ý của tự doanh chứng khoán trước đây á, thì gồm có Kinh Bắc cũng là một trong những cổ phiếu mà hay đi ngược thị trường, ngành dược cũng vậy. Đấy các bác anh chị. Còn về cái câu chuyện mà bàn thêm một chút về cái câu chuyện một cái bài viết trên trang bài viết trên kinh đây này anh chị này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đấy anh chị, Kinh tế Sài Gòn đấy, thì cái báo này giá 19.000 một cuốn, một tháng thì ra 4 cuốn, một tuần ra 1 cuốn vào ngày thứ năm. Họ có khóa khá nhiều bài viết khá là hay, đi vào chuyên sâu. Nếu anh chị nào mà muốn nghiên cứu chuyên sâu thì đặt cuốn báo này đọc cũng được. Nó tên của nó là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cơ quan chủ quản là Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh quản. Thì có một cái bài viết liên quan đến tin ra là bán, bàn về cái câu chuyện mà cái tin mà gọi là Quốc hội thông qua cái xử lý nợ xấu. Thì sáng sớm nay thì cũng có được Vinh Hạnh được ngồi tự doanh chứng khoán, một số anh em của tự doanh chứng khoán có được ngồi ngồi chia sẻ nói chuyện với lại một vài chuyên gia trong trong ngành chứng khoán, thì có bình luận về cái câu chuyện mà khi Quốc hội thông qua cái dự thảo luật mà gọi là bật đèn xanh cho cái câu chuyện là xử lý nợ xấu á, thì một số anh em trong 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 nghề thì cũng có ý kiến như thế này. Ý kiến thứ nhất đó là anh em cho rằng là cái câu chuyện mà xử lý nợ xấu thì nó là câu chuyện của nhiều năm nay, cái câu chuyện nó liên quan đến tái cấu trúc ngân hàng trong 3 năm gần đây. Thì những khoản nợ nào mà gọi là nợ gọi là bớt xấu thì cũng đã được xử lý khá khá là tốt trong cái giai đoạn vừa rồi. Tức là những cái món hàng mà gọi là những cái bất động sản mà được cầm cố tại các ngân hàng mà nó còn là được đánh giá là tích cực ấy, thì cũng đã được nhiều các cái tổ chức, nhiều nhóm là xử lý rồi, mua rồi, chuyển giao rồi. Còn lại thì cái mà thông qua của Quốc hội thông qua ngày 21 ấy, thì chủ yếu là xử lý những cái thứ mà quá xấu, cực kỳ xấu. Đó cũng là chính là lý do mà tại sao mấy ngày hôm nay các bác các anh chị thấy là thì sao mấy ngân hàng mà có ít nợ xấu hoặc là nợ gọi là bớt xấu, ít xấu, không lên nhiều, mà là những cổ phiếu ngân hàng mà có những cái dòng nợ mà gọi là nợ đặc biệt xấu, cực kỳ xấu thì tăng. Nhưng mà tăng như thế thì liệu đánh giá là có đúng không? Thì những dân chuyên ấy, họ đánh giá là nó không đúng nên họ tin kết thúc thì là họ bán. Đó là ngay cái đỉnh của những ngân hàng mà gọi là có cái khoản dư nợ là rất xấu, cực kỳ xấu và đặc biệt xấu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bác các anh chị nào mà có cái thời gian mà làm vào cái bất động sản những năm 2008, 09, 10 á, cái thời kỳ mà một miếng đất 1 tỷ mà có thể cầm cố để vay được 3 tỷ á, thì các bác sẽ hiểu được rằng là cái nợ xấu, cực xấu và đặc biệt xấu nó vớ vẩn và nó chua đến mức nào. Bởi vì giá trị của một miếng đất nó có 1 tỷ thôi mà ngân hàng vẫn cho vay tới 3 tỷ bình thường. Vì vậy bây giờ nó xấu thì dù có bán nó đi thì cũng chỉ thu được 2 phần thôi. 2 phần thôi. Đấy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số cái vấn đề mà liên quan tới tới thị trường thì vẫn xoay xoay cái câu chuyện là chủ yếu là dựa vào tin, không dựa vào phân tích. Thì chúng tôi thì tự doanh thì quan điểm hơi độc lập và hơi khác một số cái nhóm cái tổ chức khác. Đó là chúng tôi dựa trên cái phân tích, dựa trên phân tích cơ bản đấy. Phân tích là vẫn là cái chấp nhận cái mức trả giá có cao không, thì tôi nghĩ rằng là trả giá với mức trung bình 12 giống như ví dụ ngày hôm qua MBB hay SSI hay là nói chung các bác tính được, tính cái P/N là 12 trung bình ấy. Thì tôi nghĩ là trong giai đoạn từ giờ tới tới cuối năm thì chúng chỉ chấp nhận được cái mức đó thôi. Còn tất nhiên các bác sẽ nhìn thấy một số con cổ phiếu mà nó có P/N là mười mấy ấy, thì cái đó là đặc biệt vài con cổ phiếu thôi. Ngày xưa có GAT này, rồi có Vinamilk này, có Bảo Việt này, có Vietcombank này, đó là những cái cổ phiếu mà blue chip có trọng số cao, có trọng số lớn á, thì nó có nhiều lý do để P/N của nó cao. Còn về nếu mà tính về xét về doanh nghiệp mà làm ăn tốt
Thậm chí có những cổ phiếu bây giờ PE còn thấp hơn 10, ví dụ như Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, rồi nhiều lắm, nó có 7-8 thôi à. Nhưng tại sao nó không tăng được? Thế nhiều người bảo rẻ thế sao không tăng? Thị trường nó luôn luôn đúng các bác anh chị ạ. Bởi vì nó có lý do của nó là nó không tăng được, nó nằm đó, chứ không phải là người dân người ta không nhìn ra. Không phải là nhiều anh vỗ ngực xưng tên nói em bảo là ui các ông mới không biết, nhìn không ra, có rất nhiều cổ phiếu P trên E còn đang dưới 7.000, 8.000 kìa. Không phải đâu, tôi lấy ví dụ như ngành thép, Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, hay là ví dụ như bất động sản có đất xanh này, lợi nhuận của các ông là lợi nhuận đột biến tính theo năm, mà lợi nhuận đó là nó từ cái tồn kho mà ra, liệu có duy trì được không thì người ta cần cái sự chứng minh trong vòng 3 đến 5 năm, mà nếu duy trì được chuyện đó thì PE nó tăng lên ngay, tăng ngay và luôn. Còn tất cả ở đấy có bác nào đến nhắn tin là con KSB ấy, ok con đó thì tốt, ổn định. Hoặc là ví dụ như tại sao người ta có những cổ phiếu người ta chấp nhận với PE trên E là bằng 20, ví dụ như Vinamilk tại sao người ta chấp nhận, bởi vì nó chứng minh cho cả toàn xã hội thấy rằng là 19 20 năm nay nó làm tốt, tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu rất là đều đặn. Nó là một cổ phiếu tăng trưởng mang tính gọi là chấp nhận của toàn thị trường. Còn đừng có nói với một vài cổ phiếu mà ví dụ như là một vài công ty liên quan đến vận tải mà đem tài sản ra bán, ví dụ như bán tàu. Đấy, có một vài công ty bất động sản thì đem ra bán đất, bán một số dự án. Đột biến lợi nhuận chỉ trong vòng một quý thôi thì quý sau không còn gì nữa hết. Không còn gì nữa hết thì không thể nhìn đó mà nhìn nhận đánh giá vào các cái chỉ số tài chính được, sai bét rồi, không phải đâu. Đấy, đó là vấn đề. Vấn đề thứ ba nữa là một số cổ phiếu mà khá là tốt, tích cực mà trước đó người ta bỏ quên thì bây giờ người ta đang nhớ lại, người ta đang thấy. Ví dụ như là nói chung anh chị nào chịu khó mà ngồi cộng trừ nhân chia tính toán file Excel á sẽ biết được rằng là ví dụ quý 1, quý 2 những cổ phiếu nào chứng minh được cái câu chuyện lợi nhuận của nó tăng trưởng thực sự tốt, bền vững. Còn lại thì phải cần có thời gian để chấp nhận chứ, đúng không? Phải có thời gian để gọi là làm quen chứ. Thì bọn tôi đánh giá là như thế. Cái lúc mà thị trường 750 á thì thiên hạ nó hò vô nhau là đỉnh rồi, xuống rồi, tự doanh chứng khoán không cho nó là đúng, bởi vì nó còn có những thứ nó có thể thay đổi được cái tình hình thực tế. Bởi vì chúng tôi biết được rằng là kỳ họp quốc hội này nó tích cực, nó có những thông tin tốt. Chúng tôi biết được rằng là khả năng chúng ta sẽ dần dần chấp nhận với PE bằng 12. Vì vậy nên là tự doanh chứng khoán thì lại đưa ra cái quan điểm khác, thị trường vẫn đi lên. Nhưng đến khi thị trường đạt một cái mức độ nào đó, bởi vì nhìn cả thị trường thì khó lắm, nhưng mà một số anh chị em mà chịu khó phân tích ấy, thì nhìn chi tiết vào những cái cổ phiếu mang tính chất gọi là trọng số, hay là những cổ phiếu mang tính chất gọi là dẫn dắt thị trường, thì sẽ có cái nhìn toàn diện hơn. Thì về cơ bản là như thế. Thì khả năng là thì mấy phiên hôm nay, ví dụ phiên hôm nay và phiên hôm qua, ngày hôm qua có nhiều anh em vẫn nhảy lên tàu, báo là trưởng tàu của tự doanh chứng khoán là sai bét rồi, nhưng mà cũng sẽ sớm nhận ra rằng là đoàn tàu này nó không chạy đâu, lên rồi lại xuống hả? Lên tàu xong thấy tàu đứng yên, tôi không nói là tàu quay đầu nha, tàu đứng yên, tức là gọi là dịch chuyển để làm quen với cái PE bằng 12, hoặc là làm quen với cái vấn đề là thị trường nó cần cái cách tốt nhất, nhanh nhất để giải thích cái câu chuyện là tại sao mà chúng tôi lại cho rằng là phải có thời gian làm quen, là bởi vì thế này này. Có một giai đoạn thị trường tăng tốt trước đó, ai cũng biết đúng không? Các chỉ số tài chính nó không thay đổi, muốn nó thay đổi thì phải chờ kết quả kinh doanh của những quý tiếp theo. Mà kinh doanh thì nó phải tính theo ngày, theo tháng, theo năm, chứ nó không phải là tính theo cái kiểu là các anh chị muốn là nó ra ngay kết quả kinh doanh được, không có đâu. Phải chờ cái kết quả kinh doanh của quý 2 này này. Nếu kết quả kinh doanh quý 2 này vẫn tích cực thì nó tự động thay đổi các chỉ số. Người ta sẽ cập nhật vào thay đổi các cái chỉ số EBS với các vấn đề thay đổi, nó thay đổi toàn cục thị trường thì nó mới đi ra một tầm cao mới được. Chứ bây giờ cứ ngồi ì ở đây thì nói chung là mệt mỏi lắm. Ok, tự doanh chứng khoán kết thúc trực tiếp ở đây. Thì hẹn gặp lại các quý các anh chị và các bạn là vào cái video vào 14 giờ ngày mai. Vào ngày mai. Vui lòng là chia sẻ cái video này lên trên các cái Zoom chứng khoán, hoặc là tùy muốn chia sẻ ở đâu chia sẻ. Nhưng mà nếu mà đạt khoảng tầm 15 đến 20 chia sẻ thì sẽ có tiếp tục những video tiếp theo. Đó là nguồn động lực. Cố gắng anh chị là chia sẻ video hoặc là bình luận like để mà lấy cái động lực để tự doanh tiếp tục ra những cái video nào mới phục vụ các anh chị. Thì không cho chúng tôi được tiền thì phải cho chúng tôi được cái like, cái chia sẻ, cái bình luận, hoặc là đưa các cái chia sẻ của link video này lên trên các cái room chứng khoán á, để nhiều người cùng biết hơn, cùng thúc đẩy phát triển cái cộng đồng, đúng không?
Như thế là tích cực, hoặc để lại những bình luận tích cực thì chúng tôi tiếp tục phục vụ các anh chị. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cái câu chuyện là cái gì quan trọng nhất khi đầu tư. Tức là đầu tư thì đánh giá các doanh nghiệp thì đánh giá cái gì là quan trọng nhất. Theo cá nhân của tự doanh chứng khoán sẽ đánh giá cái gì là quan trọng nhất. Chúng tôi đánh giá theo mang tính chất thuần về mặt nhân văn hơn hơn là đánh giá về 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 về, về lợi nhuận. Nhưng tất nhiên nó cũng có những cái khía cạnh mà tôi hy vọng rằng là cái buổi ngày mai sẽ là một cái buổi mà 15 phút sẽ nói với các anh chị về cái phương pháp đánh giá của tự doanh chứng khoán khá là hay và sẽ hứa hẹn nhiều cái tích cực. Thế chào, hẹn gặp lại.